Theo dự báo năm nay, hiện tượng El Nino khiến mùa khô đến sớm và gay gắt hơn. Vì vậy, huyện Đơn Dương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ quyết liệt nhằm phòng chống cháy rừng hiệu quả. Theo đó, để chủ động phòng chống cháy rừng và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, chủ rừng, doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống cháy rừng. Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện đa dạng phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào các nội dung như nâng cao nhận thức về nguy cơ cháy rừng và hiệu quả, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ.